Vâng, xin chào bác. Trước khi gửi cái MV này lên cho một anh ở Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thì tôi quay lại qua kiểm tra các tính năng và cũng như giới thiệu đến các bác cái mẫu sản phẩm này. Đây là MV Săn Xui có mã là D607X. Trên MV có chỉnh loa A, loa B cũng như đường vào âm thanh, chỉnh bát tép, lao lướt, tông nhạc. Đây lao lướt này, MV này tiếng khá hay đấy. Đây các đường vào âm thanh, đây volume, đây cân bằng loa. Đây là các cái chức năng của đầu đĩa than phono mình không dùng đến, mình cả cái rack này mình không dùng đến này. Nói chung là vặn nó không có tác dụng đâu, bởi vì nó là phục vụ đĩa than và chức năng thi âm rack. MV này khá đẹp, nặng đâu tầm 17-18 cân đấy, bề ngang thì cũng lớn đấy, cũng như hình to, kiểu dáng to. Đây tôi sẽ mở gấp để đo các bác xem rồi. Thì quay mặt sau đã. Nhập cảnh hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên nắm hồ xanh cỏ lá. 47 cm. Bên sâu là bên sâu tính lên cả cái núm kia nhá, 40. Ra đến cả đây thì là 42, cả đằng kia là 42 cm, về cao là 15 cm, khá cao. Nó là ly to cao, công suất là 230W, D607. Âm ly làm nhìn rất gọn gàng, rõ ràng, có nghĩa là các bộ vế cắm rắc loa và các hoa sen thì rất rõ ràng. Hai hồi gỗ vẫn còn rất đẹp, sơn bóng piano. Tôi đang ghép với âm ly đôi loa Pioneer. Đôi loa Pioneer. Loa trái nè, kiểm tra loa trái nè, có tiếng nha các bác nha. Loa phải này, loa phải có tiếng này, không sột soạt, không có tiếng sột soạt. Và xin cảm ơn các bác đã ủng hộ cửa hàng rất nhiều trong thời gian vừa qua. Tôi chuẩn bị gói VIP này lên cho khách ở Vĩnh Phúc, các chức năng chạy hoàn hảo. Cành hoa trắng.